Lại đây nữa. Rồi xong. Một cặp. Chụp luôn rồi. Hello, xin chào cả nhà yêu thú cưng, yêu cúng đến với đàn cúng của mình nha. Tiếp tục hôm nay thả hai cặp lập cũng này ra cả nhà. Rồi đeo luôn. Coi chừng dính luôn nè. Mới ra tí xíu à. Dính luôn đi. Dính luôn hay gì đây? Nhanh chứ hả? Rồi. Xong một cặp ấy. Rồi, đất ra. Rồi xong một cặp ấy. Nhanh chứ hả ta? Nhanh quá chừng nhanh luôn à. Con cặp này còn chả dẫn à. Cặp này còn làm gì không? Chắc khát nước luôn. Đánh bèo rồi nè. Cặp này nhanh quá chừng nhanh luôn, mới thả ra tí xíu xong. Còn cặp này, cái con này chắc nhiều rồi, nó hết nước rồi quá, nên nó không có chịu nữa. Con hero nó không có đeo nữa nè. Em go ahead đâu. Thẩm cũng không có tưởng là không có ai nhà. Chơi cho đã rồi một hồi khúc sau mới chịu. Ngày nay nữa là coi như hai cặp này mình đem hai con cái này vô cho ngủ bầu rồi đó. Hết rồi cả nhà. Nhưng mà con này cũng dính đôi cũng chịu nè. Nằm với hai con nằm luôn rồi. Thank you.
cái kỳ ta nằm cái nhái lên đâu mà lại đây nữa. Rồi xong một cặp chụp luôn rồi. Giờ quay cho nó khỏe nè, quay chơi tí xíu rồi. Rồi buổi chiều nay coi như hoàn thành hai cặp cả nhà, hoàn thành hai cặp hai con, xong hai con đen, hai con đen này sẽ cho vô ổ bầu, coi như hôm nay là cũng cả tuần rồi, con hai lần, con ba lần, con ba lần, con bốn lần, thì hôm nay kết thúc thì khách vừa gửi thêm hai cặp nữa, hai con nữa, nên nay đúng là cái mùa đến mùa sinh sản của nó vậy, rất là nhiều cả nhà. Tới mùa sinh sản rồi là mình sẽ hoạt động rất là cực, ngày nào cũng hai ba cặp, hai ba cặp. Hôm nay thì vừa đi cho mẫu một cặp được một bầy. Bây giờ về tiếp tục cho mấy cái con này nó giao lưu nha nè. Trời cũng tối rồi cả nhà. Chắc cho mấy bốn con này vô. Chắc hết nước rồi đó. Này coi như dăm vô để cho nó ngủ bầu để chuẩn bị nuôi bầu được rồi. Thì cảm ơn cả nhà đã xem clip nha cả nhà. Cả nhà có cần cúng thì cứ liên hệ mình nha. Mình sẽ quay cho cả nhà các cái clip chăm sóc nhân giống, rồi chăm sóc những cái con cúng con, rồi những cái bài cúng dễ thương cho cả nhà xem. Cả nhà nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ và bình luận nha. Có vấn đề gì cứ liên hệ số điện thoại Zalo, Facebook trên màn hình đó. Mình sẽ trao đổi với cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem clip nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo nha. Tính gác máy cả nhà. Mà quay qua quay lại cái cặp còn lại nó dính thêm lần nữa. Nó tự xử rồi nó làm nó dính luôn rồi cả nhà ha. Nó lại còn đó. Đeo nữa nên nán lại tí xíu rồi coi như hôm nay cũng được hai cặp, hôm nay là hoàn hảo có hai cặp rồi. Sẽ cho vô cái chuồng ngủ bầu là tốt rồi.
quay qua quay lại chưa kịp cho chúng vô nữa là nó làm dính nữa. Thêm cặp nha cả nhà, thêm cặp đuổi chúng nó nè, cặp này là cặp này. Chiều nay làm 3 cặp luôn, làm luôn tăng ca buổi tối nữa nha. Khách ta gửi nè, cái con này cho phối không phối lông mà phối đen, cho phối đen này làm việc này lâu lắm mà nó không làm. Thì màu lon sô cô la, thì lon thì nhiều, không còn màu đen, màu đen chưa có. Cưng ghê, 6 con nằm bít cái rổ. Cứ nuôi tới 40-45 ngày là bắt đầu nên nhà nhận thì gửi cho cái nhà cứng cáp. Cái hơi xịt cái máy này đó xịt hơi ơi cái nằm anh đưa đều nguyên cái bụng nữa. Phải dùng cái máy xịt xịt thẳng ra cái khô da dẫn. Cưng thơ cái da nó bị ẩm, nó sẽ bị gầu, nó bị dinh da. Cái con này nó vừa bị hết, lông lẫm chấm. Này đây cái nằm mình đã thấy cưng. Dinh da, sớm rồi nhoi, tắm rửa xịt mát mẻ rồi về, hết nhoi. Chưa mệt. Ngầu dưới ngầu